À, xin giới thiệu với các bạn cái bộ xe 4 bánh điện động cơ 1000W, hệ thống treo trước treo sau. Bánh xe thì 400/10, có tải trọng bánh là 280 kg trên một bánh. Cầu trước thì loại thẳng không phanh, cầu sau là phanh dầu, có hai số nhanh và số chậm. Đây là cầu sau này. Động cơ điều khiển 1000W các bạn. Chân phanh dầu có khóa đây. Còn bên này là toàn bộ cái hệ thống điện của nó này, thì sẽ có video test thử vào cuối video. Đấy. Ốp nhựa ổ khóa này. Đảo chiều, đèn pha, đèn xi nhan trước, xi nhan sau này. Hệ thống giảm xóc treo là so trước và sau các bạn nhé. Đầy đủ này, tay số nhanh chậm này. Cầu này thì có các cái cỡ dài rộng khác nhau. Thì các bạn mua hàng xin vui lòng liên hệ 0983 818 955. Đây là trọn bộ của nó nhé.